Trong gần một tuần trở lại đây, nhiều hộ nuôi ngao hào ở huyện Cẩm Xuyên và Thạch Hà của tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện tình trạng ngao hào chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn cho người nuôi. Các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn cho người nuôi các biện pháp chăm sóc hai loại vật nuôi này. Ghi nhận tại bãi bồi cồn dạng xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, nơi xảy ra hiện tượng ngao chết hàng loạt. Hiện có khoảng 7 hộ nuôi ngao với diện tích 20,6 hectare. Sau Tết Nguyên đáng, ngao nuôi ở đây đã xuất hiện tình trạng chết hàng loạt. Cùng với xã Cẩm Lĩnh, thì tại xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, có 5 hộ nuôi hào với diện tích 0,14 hectare, cũng có tình trạng hào chết với mật độ từ 30 đến 40%. Ngoài ra, ngao nuôi tại xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà có trên 20 hộ, có diện tích gần 80 hectare, cũng lâm vào tình trạng ngao chết không rõ nguyên nhân. Theo thống kê, có trên 100 hecta ngao và hào của trên 30 hộ ở các xã Cẩm Linh, Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên và xã Đỉnh Bàng, huyện Thạch Hà bị chết. Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân.